tới toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu Hồng Vân và Minh Quang. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay sum họp chúc mai tình chung một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng sinh một nhà. Vâng, trong buổi lễ đại hôn ngày hôm nay rất vinh dự được đón tiếp sự có mặt đông đủ của các cụ, các ông, các bà cùng quan viên hai họ, bà con lối xóm, bạn bè gần xa đã bớt chút thời gian trở về chung vui chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Một lần nữa xin thay mặt cho gia đình nhà gái xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Và sau đây, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị là đại lễ ăn hỏi dẫn cưới của chú rể Minh Quang và cô dâu Hồng Vân xin phép được bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị, yêu và được yêu là điều hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Cô dâu Hồng Vân và chú rể Minh Quang đã cùng vượt qua bao khó khăn, những thăng trầm thử thách, vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Và hôm nay, họ là những đôi bạn đẹp nhất và thân thương nhất. Chúng ta xin nổ một tràng pháo tay chúc phúc cho hai cháu. Ông cha ta đã nói, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Cũng chính là lẽ đó, ngày hôm nay, ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất và được sự vun vén hợp tác của hai bên gia đình. Sự chấp thuận của chính quyền địa phương, hai cháu đã quyết định về trước một nhà. Và hôm nay, quan viên hai họ chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến những khoảnh khắc, những giờ phút hạnh phúc và thiêng nhiên riêng nhất của hai cháu Hồng Vân và Minh Quang. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các quý vị đại biểu và chúc phúc cho hai cháu. Vâng, kính thưa quý vị, theo nét đẹp văn hóa của người Việt Nam thì đầu có xuôi, đuôi mới lọt, trong nhà có gió, ngoài ngõ mới thông. Chính vậy, trước khi tiến hành các nghi lễ quan trọng trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với nghi lễ vấn danh, giới thiệu xưng tên của gia đình hai bên. Đầu tiên, cho phép tôi xin được thay mặt chủ nhà mến khách về phía nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các cụ. Vâng ạ, tôi xin phép được vào cháu ông ai. Và bên cạnh bà nội của cháu là bà Nguyệt, là cô ruột của bố cháu Vân ạ. Và bên cạnh bà nội của cháu bà Nguyệt là bà Quý, là em gái của bà nội của cháu Vân. Và các cụ, các ông, các bà của họ nhà trai, tôi xin giới thiệu các ông. Đây là ông Lưu Văn Trung, là anh trai là của bố cháu Vân ạ. Về phía đằng ngoại, tôi xin trân trọng giới thiệu là cụ Phùng, là anh trai của ông nội, ông ngoại của cháu Vân ạ. Và ông đang sát tối cụ Hùng là ông ngoại của cháu Vân, và bà Nga là bà ngoại của cháu Vân. Và đây là cậu Hùng, là cậu ruột của cháu Vân, và cùng toàn thể là các ông, các bà của họ ngoại của nhà cháu Vân. Và tiếp theo chương trình, tôi xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị trưởng đoàn của nhà trai lên giới thiệu quan viên của họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa các cụ, thưa các vị khách quý, thưa công các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại gần xa của hai nhà bốn họ. Trải qua quá trình một thời gian giữa cháu Vân và cháu Quang đã được sự giúp đỡ của hai bên cha mẹ, gia đình ông Quý và gia đình ông Thắng đã tạo điều kiện cho hai cháu tìm hiểu. Tới ngày hôm nay, các cháu tìm hiểu đã chín mùi, thuận duyên vừa ý. Hai cháu về thưa chuyện với hai bên cha mẹ, được sự nhất trí của các cô, ông, các bà, các vị tân quý khách cùng cô dì, chú bác, nội ngoại của quan viên hai họ, cùng anh chị em về để bạn nam nữ thanh niên của hai cháu. Tôi tên là Bằng, là anh của ông Quý, là cháu, là bác của cháu Quang, là vị đại diện của họ nhà trai. Tôi xin chân thành giới thiệu
về phía nhà trai chúng tôi, vì điều kiện đường xá xa xôi, các cụ tuổi cao không ra thư chuyện với các cụ công tác bà họ nhà ấy được, mong các cụ công tác bà thông cảm. Được sự ghi nhận của các cụ gia đình nhà chúng tôi, nhất là ông Quý Bà Quý, trong thành phần nhà trai hôm nay có đầy đủ các anh, các ông, các bà, cô dì, chú bác, cậu mợ của gia đình ông Quý và bà Thảo ra cùng thưa chuyện với các cụ công các bà. Vâng, thay cho lời của nhà gái xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện của nhà trai. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lưu Văn Trung, là bác ruột của cháu Hồng Vân, sẽ thay mặt nhà gái lên phát biểu. Xin kính mời ông. Kính thưa các cụ công các bà nội ngoại của hai bên gia đình cháu Quang và cháu Vân. Qua quá trình cháu Vân và cháu Quang quen biết tìm hiểu nhau, hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai đã có lễ ăn hỏi đồng thời và có lễ dân cưới. Tôi là bác của cháu Vân, thay mặt cho nhà gái xin nhận lễ cũng như là mời các cụ công các bà xuân đầu uống nước. Tôi xin hết. Và xin cảm ơn vị đại diện của nhà gái. Vâng, sau đây là nghi lễ ăn hỏi, xin phép được bắt đầu. Xin một tràng pháo tay ủng hộ thôi. Và giờ tới đây chúng ta sẽ tiến hành nghi lễ đầu tiên, đó chính là nghi lễ ăn hỏi. Và xin kính mời vị đại diện của nhà trai lên trai những cây trầu đầu tiên mang tính ý nghĩa là cây trầu ăn hỏi. Và xin trân trọng giới thiệu một vị nhà gái đại diện để lên nhận cây trầu ạ. Thưa các vị khách quý, thưa công tác bà, cô dì, chú bác cùng quan viên hai họ nhà ta và bè bạn nam nữ thân nhân của hai cháu, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai chúng tôi có cơi chầu ăn hỏi, trước là để dâng lên bái kiết gia tiên, sau có đôi lời thưa chuyện cùng quan viên hai họ.
trai là lễ dân cưới của nhà họ nhà trai đã chuẩn bị chu đáo với nguồn sính lễ được trang trí kỳ công lộng lẫy từ đôi bàn tay khéo léo của những người thợ tiểu hoa kết trái cho tình yêu. Các mâm sính lễ dù đầy trước để đủ đầy trước để dâng lên bàn thờ tổ tiên họ nhà gái, sau nữa là tri ân tới lời đến ông bà thân sinh ra cô dâu Hồng Vân đã nuôi dưỡng trưởng thành, và để chút ít thời gian nữa sẽ trao cho con gái của mình trở thành dâu hiền cháu thảo của họ nhà trai. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời vị đại diện của họ nhà trai lên xin cưới và dẫn cưới. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, thưa các vị khách quý, thưa ông các bà, cô dì chú bác nội ngoại gần xa, cùng anh chị em và bè bạn nam nữ thanh niên của hai cháu. Vừa rồi ban tổ chức cũng đã giới thiệu và cũng đã tiếp nhận cây dầu ăn hỏi của gia đình nhà trai chúng tôi. Thế thì theo phong tục tập quán thời xưa của các cụ thì không cho phép, nhưng vì thương con ngoan rau, vì điều kiện đường xá xa xôi, được sự nhất trí của ông bà thể và các cụ công các bà của họ nhà gái, cho phép phái đoàn nhà trai chúng tôi có cơi trầu xin cưới là đến ngày mùng 6 tháng 10 này, là để hai bên gia đình làm lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi xin cảm ơn. Rồi, sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Lưu Văn Trung, đại diện cho họ nhà gái, sẽ lên phát biểu nhận lễ của họ nhà trai. Ngoại của hai bên gia đình cháu Quang và cháu Vân thì vừa rồi là cái lễ ăn hỏi thì gia đình họ nhà gái chúng tôi đã nhận và tiếp tục là để đến ngày mùng 6 là làm lễ thành hôn cho các cháu, đã có lễ ăn hỏi và lễ dẫn cưới. Thì tôi thay mặt cho họ nhà gái xin nhận. Xin mời hai bà thông gia sẽ lên trao lễ xin cưới và lễ dẫn cưới. Xin mời hai bà. Quan viên hai họ nhà ta và bè bạn nam nữ thanh niên của hai cháu. Thì qua quá trình trao lễ xin cưới thì các cụ công các bà của họ nhà gái cũng đã xin nhận lễ. Thì tôi cũng xin phép là theo dự kiến của gia đình nhà trai chúng tôi là tới ngày mùng 6 tháng 10 này là ngày gia đình chúng tôi được xin phép đón cháu về để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Thế thì về cái phương tiện giao thông, bởi vì điều kiện đường xá xa xôi thì chắc chắn ta không đi bằng xe máy được. Thế mà đi bằng máy bay thì thực tế là đến thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cũng không có sân bay để đỗ. Thế nên phương tiện của chúng ta là đi bằng phương tiện ô tô. Thế thì để thuận tiện cho hai bên gia đình, một bên đưa và một bên đón cháu, thì là hai bên gia đình tự túc phương tiện đi lại để cho nó thuận tiện. Thế còn về cái giờ giấc thì cái ngày mùng 6 này 6 giờ sáng ngày mùng 6 là chúng tôi có cưới chầu ra xin dâu. Thời gian về thì là thời gian đến thì nó phụ thuộc theo điều kiện đường xá xa xôi, phụ thuộc theo phương tiện, chúng tôi không nói trước. Thế còn về thời gian
về thì là 9 giờ kém là các cụ công các bà và họ nhà trai bố trí sắp xếp là 9 giờ kém ngày 6 là cho phép phái đoàn nhà trai chúng tôi được đón hai cháu về để làm lễ thành hôn cho hai cháu, và cũng là đồng thời kính mời các cô công các bà của họ nhà gái kết hợp nhà trai chúng tôi đưa cháu về gia đình giống quý bà Thảo để cho hai cháu được vào thăm hương, và hai bên chúng ta tổ chức bàn tròn, sau đó mời các cô công các bà lên khách sạn Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên để hai bên làm lễ thành hôn cho hai cháu. Khi làm lễ xong, mời các cụ công các bà ở lại dùng bữa tiệc liên hoan giữa hai gia đình và để chúc phúc cho hai cháu. Đây là tôi cũng xin thưa chuyện với các cụ công các bà thông cảm và các cụ ngoài góp ý. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện nhà trai. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn thay mặt cho họ nhà gái lên đáp từ. Xin mời ông Lý Văn Trung. Thay mặt cho họ nhà gái cũng xin nhất trí với quan điểm của họ nhà trai, và qua đường thông tin của hai cháu Vân và Quang thì gia đình chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí với lại của họ nhà trai đưa ra. Vâng, sau đây xin phép các cụ quan viên thay họ xin mời hai ông trưởng đoàn của họ nhà trai và họ nhà gái đưa cháu Quang và cháu Vân sẽ lên trên tổ đường để thăm hương bái yết tổ đường. Xin mời hai ông trưởng đoàn dẫn hai cháu lên trên trên gác ạ. Vâng, thank you.
xin các cháu cùng đồng hành hai cháu vào các đường bãi kết này rất nhiều người thế này người tôi cùng bà nói này hôm nay cũng là cái lễ nhất là gọi là ca hỏi và để chuẩn bị cho cái lễ thành hôn cho các cháu là vào ngày 6 thì hôm nay là cũng là theo cái thủ tục của bước đầu thì cũng gọi là thôi thì coi như là đã gọi là thôi được gọi là đã xem thì cũng là đưa ra có sách thì không cho giờ đã có xem thì cũng là chưa biết một ngày và đó như vậy tất cả các người này thì nó cũng phải là những là có cái tên chầu để xin dâu và một họ đại diện họ nhà gái trên châu để đưa cháu về nhà chồng vâng chính thức hôm nay là châu là con của các chủ của bà thế này thì cũng là thôi thì nói thì đại diện cho gia đình thì đại diện của hai đơn thôi và còn hôm nay mà làm lễ ly hôn thì ta sẽ có những cái câu nó nhiều hơn thì tôi đây là đâu cũng là để cho các cháu ngồi xuống một thằng thả ngồi xuống thằng mời cũng là chỉ đang một bên chào đấy mà một bên này chào đấy mời ông gì đây ông ơi mời ông gì đây xin một tràng vỗ tay. Cháu đi lên. Mong tất cả các vị cho các bạn.
dạy vào nó tên là sao nó là con đầu tiên. Chính là nào là chính thức, chứ còn đến cái ngày 6 này thì nó ở tại lễ thành hôn thì ta sẽ phát biểu sau. Nên là hôm nay trong gọi là nội bộ của trong gia đình thì đấy là chỗ thân tình của họ nhà trai cũng như họ nhà gái, thì đấy là cũng có một nơi cảm ơn anh. Với em chỉ phép gì anh, hôm nay này là mới này, chưa đừng có ngày sau ấy, không sao nó diễn được. Hôm nay thì cảm ơn các bác, sự tử bây giờ đấy, không nói. Các bác đang tâm đi, vì mẹ nó đã thế rồi. Người các bác, các bạn đúng đầu hết thôi. Chưa đi về thì bác can tâm chúng ta không sao đâu. Chủ nghĩa hôm nay em về đấy là nó rất thật nhau tôi là chào đó, nó theo như thế. Đó, sự tử cũng phải nhìn lại ngày hôm nay. Đấy, câu cơ bản bố mẹ cô thì bác vui như thế, chẳng phải nghĩ là mình có cãi nhau gì nữa, phải nghĩ là đấy mình cãi nhau gì nữa, phải nghĩ là hôm nay nó vui vẻ như vậy thôi. Tại sao mình cứ phải cãi nhau, đúng không? Đấy là không quan trọng. Đấy bao nhiêu hai cháu nha, cãi nhau gì phải nghĩ là ngày hôm nay anh em ta vui vẻ như vậy đâu, phải cãi nhau phải nghĩ lại, ủa vui vui thế mà sao mình phải cãi nhau? Thì cái thứ hai nữa gì, làm tôi làm con rồi làm rể làm cháu cũng phải lưu ý một câu gì, chúng ta hay sống là hai mình là một, thì chúng ta tận tâm từng phân biệt nhà này với nhà khác. Để có cả tài con nha, hai nhà hai mình thương nhau, nhớ là gì, mang cho bố mẹ đẻ mình một cái gì đó thì con dâu phải nhớ là bố mẹ chồng mình phải như thế và con đẻ phải nghĩ đúng như vậy, được chưa? Đừng phân biệt gia đình nhà này người khác. Và gì, cái quan trọng nhất hai người yêu nhau gì, chúng mình là nên vợ chồng tương lai đó là con, và các con nhà mình nó lại tương lai thay thế mình tương lai. Vậy gì các con nhớ một câu là sống trên đời này cha mẹ cứ định hướng cho con và con định hướng cho chồng, phải luôn nhớ điều đó để sống thật hòa và sống yêu thương. Gia đình là cái bảo của xã hội, gia đình vận hòa tức là xã hội vận hòa và đất nước mình thành công hay không, cả lớp các cháu, cả lớp kế tiếp của các cô các chú các bác ông bà đây, để thành công trong tương lai, ông mong rằng hai cháu thế giới làm gì, sống thuận hòa điều quan trọng nhất. Thứ hai là gì, cùng nhau định hướng chăm sóc gia đình hai bên là vấn đề tiếp theo, từng coi trọng bên này hơn bên khác, hai bên là cố gắng gì, hãy coi trọng như nhau, bố mẹ vợ cũng như bố mẹ chồng, mặc dù vợ lớn tuổi, bố mẹ chồng còn, nên nói thật các bác nhé. Bố mẹ chồng của cháu thì có một chút trục trặc nhỏ nhỏ thôi, nhưng cái đó em có năm câu là đừng mang cái đó ra để đặt vào đặt cái việc là người khác, các con của mình là tương lai nó đều quan trọng hơn, cho nên các con phải nhớ điều đó, dạ vất vả hơn nhưng hãy nhớ rằng trên quý hơn nhiều, mong hai con mình được nhé. Vậy chúc hai gia đình mình cùng vui vẻ hạnh phúc, chúc tương lai đất nước mình cùng đi. Hai con cũng vậy.